Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật những cái video về hoa Tết ha. Thì hôm nay là như tiêu đề thì mình sẽ là chia sẻ cho anh em về cái thời điểm là trồng bông hoa dạng thọ Pháp mà cho nó trổ hoa đúng Tết nha anh em. Nhưng mà cái loại hoa lần này thì mình chia sẻ cho anh em là cái loại hoa màu vàng mà có pha cái màu đỏ nha anh em ha. Tại vì cái bạn thọ Pháp thì nó cũng có rất là nhiều loại nha anh em, chứ không phải là một loại nha. Nhưng mà trước tiên thì mình chia sẻ cho anh em về cái thời điểm thì mình sẽ nói về cái hạt giống trước ha. Tại vì cái hạt giống nó rất là quan trọng nha anh em. Khi mà anh em mua về mà anh em ươm trồng mà nó không lên thì chúng ta lại trễ nhịp. Thì do đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái đường link ở dưới cái đường mô tả của mình á. Có một cái dòng xanh xanh đó, anh em nhấp vào mua ha. Thì nó rất là chất lượng luôn. Mình mua mình về mình ươm và mình cũng không có cần phải là ngâm qua nước luôn nha anh em ha. Mua về là chúng ta sử dụng cái tro trấu đó, rồi chúng ta ghim là nó sẽ lên nha anh em ha. Và cái giá tiền thì cực kỳ là rẻ luôn. Thì một tép như vậy là nó chỉ tầm đâu là tầm 10.000 cho đến là 18.000 nha anh em ha. Rất là rẻ luôn. Đó, ở đây là mình không có bán nha anh em, mà mình chỉ là chia sẻ cái điểm bán cho anh em mua cho nó uy tín nha anh em ha. Đó, thì đó là cái phần là hạt giống nha anh em. Còn về cái phần mà thời điểm mà để trồng làm sao mà cho cái bông hoa dạng thọ Pháp này á mà cho nó đúng Tết anh em, thì nó có hai cái trường hợp nha. Cái trường hợp mà đầu tiên á mà mình muốn cho nó trổ đúng Tết á mà chúng ta trồng sớm á, thì chúng ta sẽ lặt những cái nụ bông chúng ta bỏ và đến một cái thời điểm đúng. Ví dụ như là tháng 12 âm lịch đi thì mình sẽ không có lặt nữa và chúng ta sẽ để cho nó trổ đúng Tết, hoặc là mình sẽ gieo theo đúng cái ngày mà nó đã chỉ định ở trong cái tép hạt giống luôn nha anh em ha. Ví dụ như cái tép hạt giống bông hoa dạng thọ Pháp này á, là nó sẽ từ là 45 ngày cho đến là 50 ngày đó, thì chúng ta sẽ trồng một phát một luôn, chúng ta không cần phải ngắt nụ á, thì nó sẽ trổ qua đúng Tết nha anh em. Nhưng mà cây thì nó hơi lùn một tí nha anh em ha. Thì nó tầm khoảng đâu là từ 25 cho đến là 30cm nha anh em. Nó thì tầm đó. Rồi thì mình vô mình chia sẻ cho anh em về cái thời điểm nè, dành cho những bạn mà lặt nụ bỏ. Thì cái thời điểm mà mình trồng cái bông hoa dạng thọ Pháp này anh em, mà cho nó trổ hoa đúng Tết á, là cái ngày là 25 tháng 10 âm lịch nha anh em ha. Thì nó sẽ trùng với cái ngày mà mình trồng cái bông dạng thọ thường luôn. Tức là ví dụ như là 06 nè, 09 nè, FVM nè, con ó nè, hoàng gia nè. Đó, thì đó là những cái ngày gieo thông thường của bông dạng thọ, và mình cũng sẽ gieo đúng cái ngày đó luôn nha anh em ha. Nhưng mà ở đây á các bạn, là mình sẽ không có đi cơi. Đối với cái bông dạng thọ kia thì mình sẽ đi cơi 1, cơi 2 hoặc là cơi 3. Còn đối với cái bông dạng thọ Pháp ban mai này đó thì chúng ta sẽ không cần phải đi cơi, mà khi mà nó ra những cái nụ hoa các bạn thì mình sẽ lặt mình bỏ, mình lặt cho đến cái tháng đó, là cái trường hợp thứ nhất. Còn đối với những bạn mà qua cái ngày đó rồi thì làm sao mà mình để mình trồng cho nó đúng Tết đây, thì ở đây á, nó còn một cái cách mà gieo nữa nha anh em ha. Cái đó, cái cách thứ hai này á, là mình sẽ gieo đúng ngày luôn, và cái loại hoa này á, thì nó sẽ tầm là từ 45 cho đến 50 ngày thì nó sẽ trổ qua đúng Tết. Thì do đó thì chúng ta sẽ canh ha. Thì nó tầm đâu khoảng đâu là tháng 11 nha anh em. Nó tầm khoảng đâu là 12 tháng 10 11 âm lịch là mình sẽ là mình tiến hành là mình gieo nha anh em ha. Và mình để cho nó trổ qua là đúng Tết nha anh em. Và chúng ta sẽ không có cần phải là lặt những cái nụ hoa gì hết. Đối với cái trường hợp 1 thì mình mới là lặt hoa nha anh em ha, để cho nó phát triển nha anh em. Và cây thì nó sẽ cao, thì nó tầm khoảng đâu là 30cm ha, hoặc là 35cm. Còn đối với cái trường hợp mà mình gieo mà đúng theo cái tép mà nó chỉ định luôn á, là từ 45 cho đến 50 ngày á, thì mình sẽ không còn phải lặt nụ, nhưng mà cây thì nó sẽ rất là lùn nha anh em. Nó tầm đâu khoảng đâu là 25cm nha anh em ha. Đó, thì đó là cái cách mà để mà chúng ta gieo nha anh em ha. Còn cái phân á, thì anh em có thể sử dụng những cái loại phân như là phân ba màu nha anh em ha, khi mà nó ở cái giai đoạn á, là ra chậu nha anh em ha. Và chúng ta là hạn chế là đi những cái dòng phân đạm cao như là ure nha anh em ha. Thì chúng ta chỉ sử dụng được cái loại phân đó khi mà cây nó thật sự là lớn nha anh em. Và nhưng mà cái liều lượng cũng rất là mỏng luôn. Ví dụ như là một muỗng ăn canh á, thì chúng ta sẽ pha với 10 lít nước thì chúng ta mới có tưới được nha anh em á. Còn cái giai đoạn mà nó từ là 5 đến 7 ngày tuổi á, thì nó mới nảy mầm anh em, thì chúng ta có thể là tưới những cái dòng phân như là DAP nha anh em á, cái dòng phân mà đạm thấp, hoặc chúng ta có thể sử dụng là bánh dầu để chúng ta tưới nha anh em ha. Đó, thì đó là cái cơ bản về cái loại cây mà bông hoa dạng thọ Pháp này nha anh em. Đó, thì bạn nào mà thấy là hữu ích á, thì anh em hãy đăng ký kênh của mình ha, để
để cập nhật cái những cái video mới nhất từ mình ha. Thì mình á chuyên về chia sẻ cho anh em về những cái chủ đề về hoa Tết cũng như là những cái loại cây trồng mà ngắn ngày ha, ví dụ như là dưa leo, bầu bí nha anh em. Rồi anh em nào mà thích thì hãy đăng ký kênh của mình nha. Rồi thì video ngày hôm nay là chủ yếu là chia sẻ cho anh em vậy nha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video gần nhất của mình nha.